Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay là thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong ngày 20 tháng 10 do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật đến 16 giờ ngày hôm nay, toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 19 người, bị thương 10 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 24 vụ, làm chết 18 người, bị thương 10 người. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 3.392 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tiếp theo ngay sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Sáu giờ 40 phút ngày 20 tháng 10, đường sắt Bắc Nam đã thông trở lại sau sự cố lật tàu. Trước đó, tối ngày 19 tháng 10, tàu sở đá phục vụ việc sửa chữa đường sắt Bắc Nam khi đến xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế thì bị lật. Các toa tàu nằm ngổn ngang hai bên đường sắt. Ngành đường sắt đã điều gần 100 công nhân đến khắc phục sự cố theo phương thức cuốn chiếu. Vì vụ tai nạn khiến tuyến đường sắt Bắc Nam tê liệt, mỗi khi cầu được những bộ phận của tàu bị hỏng ra ngoài, công nhân lập tức san lại đá, kích lại đường ray. Ga Sài Gòn cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, ga vẫn còn 33.267 vé đi trước Tết, còn giai đoạn sau Tết là 73.629 vé. Hiện nay, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn đang tạm khóa chỗ trên một số toa xe để đưa vào cải tạo, nâng cấp thành các toa xe chất lượng cao. Kể từ đầu tháng 12 tới, công ty sẽ đưa toàn bộ số chỗ trên các toa xe được cải tạo để bán vé phục vụ hành khách với số chỗ dự kiến là 15.300 vé. Trong đó, giai đoạn trước Tết, từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 1 năm 2017 là 6.600 vé. Thủ tướng Chính phủ đồng ý với chủ trương xây dựng đường vành đai 4 đoạn Bến Lức Hiệp Phước, thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu, rà soát, đề xuất phương án đầu tư phù hợp đối với dự án đầu tư xây dựng dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Đường vành đai 4 đoạn Bến Lức Hiệp Phước dài 35,8 km có điểm đầu tại nút giao Bến Lức, giao giữa đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương với đường tỉnh 830 thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An và kết thúc tại đường trục Bắc Nam thuộc khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến công trình khởi công vào quý 1 2017. General Motors Việt Nam vừa thông báo kế hoạch triệu hồi 137 chiếc Chevrolet Colorado liên quan đến lỗi đai ốc giữ dây đai an toàn của các ghế trước với cột chống giữa thân xe. Thời gian thực hiện chiến dịch này dự kiến kéo dài đến 15 tháng 3 năm sau. 137 chiếc Chevrolet Colorado thuộc diện triệu hồi là các bản LT, LTZ được sản xuất từ 12 tháng 1 đến 18 tháng 3 năm 2015 ở Thái Lan. Tiếp tục với các tin tức giao thông đáng chú ý khác. Thông tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, do nhiều đoạn còn hư hỏng nên tại 3 điểm ở Quảng Bình, tàu chỉ chạy 5 km một giờ, thời gian tàu qua Quảng Bình vẫn chậm khoảng 1 tiếng so với trước đây. Sau khi thông tuyến vào chiều ngày 17 tháng 10, ngành đường sắt và đơn vị tại địa phương vẫn đang nỗ lực tiến hành sửa chữa bước 2, từng bước nâng tốc độ chạy tàu. Tính đến thời điểm này, trên tuyến đường sắt qua Quảng Bình chỉ còn 3 điểm giới hạn tốc độ chạy tàu thấp với giới hạn tốc độ tối đa 5 km một giờ thuộc khu Minh Lệ, Lệ Sơn và 10 km một giờ tại khu vực cống mới khắc phục tạm do bị lũ cuốn trôi. Ước tính thời gian chạy tàu qua Quảng Bình chỉ còn chậm giờ khoảng 1 tiếng đồng hồ so với kế hoạch ngày bình thường tập trung tàu từ phía Bắc trở vào ga Đồng Hới. Về vận tải, hiện công tác tổ chức bán vé và vận chuyển hành khách đã được tổ chức bình thường, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của hành khách đi tàu. Riêng với tàu hàng vẫn chưa thể tổ chức xếp hàng như trước, do đó tất cả các tàu hàng từ phía Nam ra đều phải dừng lại ở ga Đồng Hới. Khoảng 7 giờ sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, một tài xế điều khiển xe khách 30 chỗ ngồi ngủ gật đã để phương tiện lao lên giải phân cách, đâm vào trụ đèn chiếu sáng khi xe đang chở rất nhiều khách. Xe khách loại 34 chỗ ngồi mang biển số 60B02265 do tài xế Dương Hồng Đức, 43 tuổi, quê ở Đồng Nai, điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, hướng từ Đồng Tháp lên thành phố Hồ Chí Minh. Khi còn cách giao lộ đường Hồ Học Lãm khoảng 100m,
do tài xế ngủ gật đã để phương tiện lao lên giải phân cách trồng cây giữa đường, đâm bật gốc một cột điện chiếu sáng. Vụ tai nạn khiến đầu xe khách hư hỏng, hơn chục hành khách trên xe bị một phen hoảng loạn. May mắn tất cả đều an toàn và đã được chuyển sang một xe khác để tiếp tục lộ trình. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế cho biết có uống một chút ít bia rượu trước khi nhận xe chở khách lên thành phố. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vào tối qua đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. Một chiếc xe bồn khi đang lưu thông trên đường đã bất ngờ va chạm với xe máy chạy cùng chiều, khiến hai người trên phương tiện ngã xuống đường, bị xe bồn quấn vào gầm, dẫn đến tử vong. Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 19 tháng 10, xe bồn mang biển kiểm soát 51E00414 chạy trên đường Lê Văn Việt hướng về ngã tư Thủ Đức. Khi đến đoạn cách ngã tư Thủ Đức khoảng 500m thuộc phường Hiệp Phú, quận 9, thì bất ngờ va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 37Z84203 chở anh Nguyễn Văn Thịnh sinh năm 1991, tạm trú quận Thủ Đức và anh Lê Văn Công sinh năm 1991, quê ở tỉnh Nghệ An chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến hai người cùng xe máy ngã xuống đường, cả hai nạn nhân bị xe bồn cuốn vào gầm bị thương nặng. Ngay sau đó, người dân xung quanh nhanh chóng đưa hai nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng đã tử vong trên đường vào bệnh viện. Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 9 đã có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và đến 23 giờ 40 phút, hiện trường được giải tỏa. Được biết anh Công và anh Thịnh đang làm công nhân của một công trình ở thành phố Hồ Chí Minh. Tối xảy ra vụ việc thì hai nạn nhân đang trên đường đi làm về nhà. Liên tục các taxi ngoại tỉnh hoạt động vận chuyển khách trên địa bàn Hà Nội trong thời gian qua không chỉ gây lộn xộn và ùn tắc giao thông mà còn tiềm ẩn tình trạng mất an ninh trật tự. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết sẽ triển khai kế hoạch nhằm xử lý triệt để loại phương tiện này. Không khó để bắt gặp các xe taxi ngoại tỉnh hoạt động tại các bến xe, bệnh viện hay các trung tâm thương mại của Hà Nội. Không dừng lại ở việc đón, chở khách từ tỉnh ngoài vào Hà Nội và ngược lại, các xe taxi ngoại tỉnh còn thường xuyên hoạt động tại Hà Nội, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước và làm tăng lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thủ đô. Theo thống kê, có hơn 2.200 xe xin cấp phù hiệu taxi ở các địa phương khác nhưng được đưa về hoạt động thường xuyên tại Hà Nội. Trong số này, nhiều nhất là Vĩnh Phúc với 742 xe, Hưng Yên 335 xe và Bắc Ninh 161 xe. Đây đều là xe mang thương hiệu quen thuộc của Hà Nội như Thành Lợi, Quê Lụa, Sao Thủ Đô, Phù Đổng, Vạn Xuân, nhưng phù hiệu các xe dán trên kính trước, đa số do Sở Giao thông Vận tải các tỉnh cấp. Đây là cách các hãng thực hiện nhằm lách quy định không gia tăng lượng taxi trong địa bàn Hà Nội. Bức xúc và hoang mang là tâm trạng của hàng trăm hộ dân hiện đang sinh sống ở ven dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 18 thuộc phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Không lo sao được khi những mảnh đất trước nhà họ đang sinh sống yên ổn từ hàng chục năm nay thì bỗng chốc giải phóng mặt bằng nhưng đền bù theo đơn giá đất nông nghiệp với mức chỉ 50.000 đồng một mét vuông, trong khi giá trị thực tế phải tính bạc triệu, ghi nhận của phóng viên VTC14. Khoảng sân trước nhà là của gia đình bà Phạm Thị Mơ, 85 tuổi, thuộc khu Mỹ Trung 2, phường Phương Đông. Sân thì đã đổ bê tông, chẳng thể cấy lúa và cũng không thể trồng cây ăn quả. Nhưng khi đền bù lại bị biến thành đất nông nghiệp. Nghịch lý là trước năm 2000, khi dự án quốc lộ 18 thi công xây dựng, khoảng đất trước nhà đã được đền bù với giá đất ở. Năm 98, nhà nước nâng cấp đường đợt 1. Đã lấy của chúng tôi từ mép viên đá vỉa vào là 2m7 là trừ hành lang không đền. Ngoài 2m7 nhở vào đến đất chúng tôi thì mới đền trên dưới 1m là cả toàn bộ dân chúng tôi ở đây. Thế mà đã phải đền bù cho chúng tôi được trên dưới 1m là giá đất ở, nhà ở. Còn mượn 3m thi công 2 năm, mượn tạm 2 năm để thi công là giá bằng 10% của đất ở. Thế đến bây giờ, năm 2015 thì lại thành phố và phường lại quy định cho chúng tôi là cái đất này là đất trồng cây nông lâm, mà quy định cho chúng tôi có 50.000 một mét, chúng tôi thấy quá bất cập. Bà cụ nhà tôi đây là đã ở từ cái năm 60 đến bây giờ, năm 60 đến bây giờ, mà đến khi giải phóng năm 96-98 đã giải phóng đợt 1 là công nhận đất chúng tôi là đất ở. Thế mà đến bây giờ không biết lý do như thế nào đấy, các ông căn cứ vào đâu mà đè chúng tôi vào, vin cho chúng tôi vào cái đất trồng cây lâu năm. Đất trồng cây lâu năm gì mà trước mặt những cái khu dân cư đang ở đông đúc như này.
Một ví dụ điển hình nữa là hộ ông Hoàng Văn Nghiêu. Khu vực ông đang đứng trước là ngôi nhà cấp 4. Khi xây dựng quốc lộ 18 bị phá bỏ và đền bù là đất thổ cư. Vậy mà sau 16 năm, nó đã bị biến thành đất nông nghiệp. Gia đình tôi là đất lâu năm. Còn bây giờ đền cái giá mà trồng cây là 50.000 mét vuông là gia đình chúng tôi và mọi người không nhất trí về cái giá 50.000. Theo phản ánh của các hộ dân phường Phương Đông, dọc quốc lộ 18 qua địa bàn hiện có khoảng 200 hộ đang sinh sống với nguồn gốc đất ở khá rõ ràng và đã được cấp sổ đỏ. Có những hộ sinh sống tại khu vực từ những năm 1954. Vậy nhưng khi dự án nâng cấp quốc lộ 18 thi công và đền bù mặt bằng, toàn bộ phần diện tích đất trước nhà của hàng trăm hộ đều bị quy đổi thành đất trồng cây lâu năm hoặc đất nông nghiệp. Chính điều này đã khiến người dân đặt câu hỏi nghi vấn. Bây giờ đòi ra thì là giả đất của tôi là có 50.000. 50.000 thì là chủ tịch nói rằng là không cho làm thì rào vào thì bây giờ nhà nước lấy làm công trình đường thì phải có dân ở, có dân đi. Chứ quan làm thì quan đi mới quan, quan ở mới quan, quan đi một mình quan thì không cho dân ở thì ở mới ai. Liên quan tới câu chuyện khó hiểu này, cả trăm hộ dân đã phải viết đơn cầu cứu khắp nơi. Và ngay cả lời giải thích của lãnh đạo thành phố Uông Bí cũng khó hiểu. Bia đỏ, ông ấy thể hiện thế nào? Thì mình làm thế. Chúng tôi ở trong thì là đất ở, thì chúng tôi tính đất ở. Còn bên ngoài thì là không phải đất ở. Đất hành lang, đất này là hành lang thì tính đất nông nghiệp. Nông nghiệp thì là áp giá là 50.000 đồng. Khoảng 10 ngày nữa, những hộ dân này phải bàn giao đất cho dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 18. Vậy nhưng khi những mảnh đất trước nhà chẳng trồng cây và cấy lúa, nhưng cứ bị quy là đất nông nghiệp và đền bù chỉ với 50.000 đồng một mét vuông, thì đây không chỉ là câu chuyện lạ. Thông tin trên cũng đã khép lại bản tin giao thông an toàn ngày 20 tháng 10 của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.